Cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, độc lập chi hầu, khi độc lập, tuổi trẻ vất vả thế đủ rồi, hậu vận gặp thời đổi đời sau một đêm, giàu nhanh chóng mặt, tiền vàng đè ngạt thở, từ năm 56 tuổi tới 100 tuổi, may mắn liên tiếp, giàu sang an nhàn, thọ tỷ Nam Sơn. Khỉ được xem là loài vật thông minh nhất trong 12 con giáp. Ngoài ra, chữ khỉ trong tiếng Hán có nghĩa là hầu đồng âm với chữ hầu trong chữ quyền vị. Nên ở nhiều quốc gia việc thờ tượng khỉ không chỉ mang tới sự may mắn, thông minh mà còn dễ tiến xa trong sự nghiệp công danh của bản thân. Trong số 12 con giáp thì con khỉ là con vật duy nhất được lấy làm biểu trưng cho cái tâm của con người. Hình ảnh những chú khỉ tinh nghịch thường đi kèm những bài học triết lý sống sâu sắc. Nhất là trong triết lý của Đạo Phật thì tâm và ý trong mỗi người, cũng như con khỉ luôn bất định, không ngừng nhảy nhót. Thông minh hơn các loài vật khác và đặc biệt giống con người, nên mới có sự ảnh hưởng sâu sắc trong văn hóa. Trong các nền văn hóa và văn hóa hiện đại, hình ảnh con khỉ biểu tượng như là sự nghịch ngợm, bông đùa, tò mò, tái máy, tinh nghịch, khôn lỏi, láo lỉnh, a dua, bắt chước, liều lĩnh, vội vàng, tùy tiện, huênh hoang và nhanh nhẹn, tài nghệ. Trong quan niệm của dân tộc Hán, khỉ được xem là con vật cát tường do chữ hầu, khỉ và hầu, tước quan, có âm đọc giống nhau, nên trong nhiều bức tranh có vẽ hình con khỉ với ngụ ý phong tước quan hầu. Người ta cũng thường mua tặng nhau những bức tượng, mã thượng phong hầu, tượng khỉ cưỡi ngựa, để cầu chúc nhau năm mới được bình an và thăng quan tiến chức. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà, người sinh năm 1968 đầu óc lanh lợi linh hoạt cơ trí hơn người. Họ có năng lực giải quyết vấn đề khá tốt, cũng rất muốn thể hiện năng lực của bản thân. Đây là người có tố chất lãnh đạo, cũng có tài năng về nhiều phương diện. Và theo chuyên gia phong thủy hàng đầu Phương Dương có chỉ ra rằng, có một liệu pháp tuyệt vời để người tuổi Mậu Thân chuyển mình đổi vận lên giàu có và hạnh phúc. Đó chính là nắm trong tay tấm bản đồ cuộc đời của mình, nổi bật là từ năm 56 tuổi tới 100 tuổi. Về cuộc đời của những người này cụ thể diễn biến ra sao, năm nào thì gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, công danh rộng mở, năm nào thì vận hạn giáng xuống cần phải tránh xa. Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ lá số ứng với Mậu Thân 1968. Nội dung video gồm có 1. Đặc trưng phân biệt theo can chi ngũ hành và phẩm chất tính cách. 2. Tổng quan cuộc đời đầy đủ các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo, đặc biệt là diễn biến tử vi vận mệnh chọn đời theo ngày sinh tháng sinh may mắn nhất. 3. Vận mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, diễn biến qua từng năm tuổi, từ năm 56 tuổi tới 100 tuổi. 4. Tương hợp tương khắc và nguyên lý phong thủy của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Những người sinh trong thời gian từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 15 tháng 2 năm 1969, dương lịch, thuộc tuổi Mậu Thân, cầm tinh con khỉ, thiên can Mậu kết hợp với địa chi thân, có nghĩa là độc lập chi hầu, khỉ độc lập. Tuổi 1968 mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà, người sinh năm 1968 đầu óc lanh lợi, linh hoạt, cơ trí hơn người, họ có năng lực giải quyết vấn đề khá tốt, cũng rất muốn thể hiện năng lực của bản thân. Đây là người có tố chất lãnh đạo, cũng có tài năng về nhiều phương diện. Người sinh năm khỉ phần lớn tính cách đều sôi nổi, hoạt bát, họ là người hướng ngoại khéo léo, đa tài, thích cạnh tranh, đồng thời cũng có đầu óc và tinh thần nghĩa hiệp. Họ hay lo chuyện bao đồng mà quên mất việc mình phải làm, lãng phí nhiều thời gian, có điều người này tính cách có phần tự kiêu, cao ngạo, tự mãn, có thói khinh rẻ tất cả những quy định bình thường, chỉ muốn làm theo ý mình, dễ gây ra những tổn thất không đáng có. Phật bản mệnh của tuổi Mậu Thân là Đại Nhật Như Lai, nếu người tuổi này mang theo người những vật tượng trưng của Ngài hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ, Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành cát tường. Về sức khỏe, người tuổi Mậu Thân hay mắc các bệnh về đường tiêu hóa, thêm vào đó nên chú ý điều hòa cảm xúc, dễ bị xúc động mạnh, dẫn đến tổn thương cơ thể. Trong chuyện tình cảm, họ là người hay thay đổi, không ổn định, vì vậy mà tình duyên của họ thường không tốt, tốt nhất hãy nên học cách bình ổn tình cảm. Về mặt sự nghiệp, họ tinh nhanh, tài trí, rất có khả năng lãnh đạo, có thể làm nên nghiệp lớn nhưng mắc thói kiêu ngạo, nếu muốn thành công cần sửa tật xấu này. Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Mậu Thân 1968. Người tuổi Mậu Thân trời sinh đa tài, đa nghệ, sức sáng tạo cao, có thể thích hợp với bất cứ việc gì, nhưng họ luôn đề cao đam mê cá nhân. Nếu đó là việc họ không có hứng thú thì sẽ làm việc hờ hững cho có, không nghiêm túc hết mình với việc họ yêu thích.
họ sẽ dốc toàn bộ sức lực của mình để thực hiện, không sợ khó, không sợ khổ, gạt bỏ mọi chướng ngại để tiến tới thành công. Người này có khả năng lãnh đạo, có tài năng về nhiều phương diện, tuy nhiên coi thường quy tắc xã hội nên cần sửa đổi trước khi gây ra những tổn thất không đáng có. Về tài lộc chọn đời Mậu Thân 1968. Người tuổi Mậu Thân tính cách sôi nổi, là người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ sâu rộng, vận thế tài lộc không tồi. Người này thường may mắn gặp được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền, song do bản tính nóng vội, thiếu xem xét suy nghĩ kỹ càng nên họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát tài. Họ dễ dàng thỏa mãn bản thân với những thành tựu nhỏ về tiền bạc, cùng lúc cũng không muốn hy sinh quá nhiều để có được thêm càng nhiều tiền bạc. Khuyết điểm lớn nhất của người này là tính thiếu kiên nhẫn, họ thiếu nhất quán, đứng núi này trông núi nọ, việc còn đang dở trên tay, nhưng hễ thấy có gì đó mới lạ hơn là sẵn sàng buông bỏ việc đang làm. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn, đối với tuổi Thân đó chính là Tý và Thìn, đây là những vị quý nhân đem lại may mắn, tiền tài cho bạn. Sức khỏe chọn đời tuổi Mậu Thân 1968. Người tuổi Mậu Thân ngũ hành thuộc kim nên đặc biệt chú ý các vấn đề về phổi và hô hấp. Người này cũng dễ bị kích động, không kiểm soát được cảm xúc, cần giữ tinh thần thoải mái, đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Người sinh năm Khỉ đa phần tinh lực dồi dào, sức khỏe khá tốt, dũng cảm can trường, thích mạo hiểm, ưa kích thích, cần chú ý cẩn trọng, đừng quá hiếu động mà gây tổn thương cho bản thân. Phật độ mệnh của tuổi Mậu Thân là Đại Nhật Như Lai, nếu mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được hư không tạng Bồ Tát che chở, bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Về tình cảm, gia đạo chọn đời Mậu Thân 1968. Nam giới tuổi này rất chu đáo với người khác giới, đối với nữ giới mới quen biết, họ thường chọn cách tấn công nhanh để giành được tình cảm của đối phương, nhưng lại hay có mới nới cũ, có được trong tay lại ngay lập tức muốn đi tìm đối tượng mới. Tình cảm bất ổn, dễ bị dao động, nên người này thường không tìm được cảm giác hạnh phúc cho mình, trong quan hệ tình cảm cũng không mấy tốt đẹp. Nữ giới tuổi Mậu Thân là người coi trọng ngoại hình, không thích chủ động theo đuổi người khác giới, song cũng không ưa người quá nhiệt tình, sẵn sàng từ chối những ai theo đuổi quá mãnh liệt. Trong tử vi, Tỵ và Thân tạo nên một góc lục hợp, do đó Tỵ được gọi là lục hợp quý nhân của Thân. Tuổi Thân nên tìm đối tượng kết hôn cầm tinh con rắn để xây dựng hôn nhân bền vững, tốt đẹp. Người tuổi Thân còn hợp với người tuổi Thìn và tuổi Tý, ba cung hoàng đạo này tạo thành một góc tam hợp, là những con giáp thích hợp để kết hôn của người tuổi Thân. Ngoài ra, đào hoa quý nhân của tuổi Thân là tuổi Dậu, kết bạn với người tuổi Dậu, vận đào hoa của các chú khỉ sẽ nở rộ. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Mậu Thân 57 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Mậu Thân 1968, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Những người sinh trong thời gian từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 đến ngày 15 tháng 2 năm 1969, dương lịch, thuộc tuổi Mậu Thân, cầm tinh con khỉ, thiên can Mậu kết hợp với địa chi Thân, có nghĩa là độc lập chi hầu, khỉ độc lập. Tuổi 1968, mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, căn cứ thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương sinh cho mệnh thổ của tuổi. Hỏa sinh thổ, được đánh giá là rất tốt, can Mậu tương khắc với can Giáp, địa chi Thân tam hợp với Thìn. Đối với nam mạng Mậu Thân, trong năm 2024 này, nam Mậu Thân 1968 đứng trước nhiều thay đổi đáng kể về sự nghiệp, tài chính, tình cảm và sức khỏe. Cơ hội sẽ đến nếu bản mệnh làm việc với chiến lược rõ ràng, nhìn thấu suốt mọi việc, giữ tinh thần điềm tĩnh, tập trung vào một công việc ổn định sẽ tìm thấy sự thịnh vượng trong năm Giáp Thìn. Vận trình tử vi của nam mạng tuổi 1968 trong năm Giáp Thìn 2024 có sự đan xen giữa những thuận lợi và thử thách. Lời khuyên cho bản mệnh là chăm chỉ và biết cân nhắc lựa chọn thì sẽ vượt qua được mọi vấn đề và đạt được những thành quả nhất định. Năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Mậu Thân 1968 sẽ có sự nghiệp bình ổn, mọi việc đã vào guồng và đều đặn tiến triển, dù vừa làm vừa học cũng không ngại khó khăn, vất vả. Kiên trì đến cùng thì sẽ gặt hái thành quả xứng đáng, là người giỏi ngoại giao và sống đức độ, Mậu Thân nam mạng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của người quý trọng. Đôi lúc, trong công việc sẽ gặp một số vấn đề khúc mắc nhất định, việc không ngại nêu quan điểm, đóng góp ý kiến, sẽ giúp tập thể đạt được bước phát triển mới. Chính từ đó, nam Mậu Thân càng có thêm nhiều kinh nghiệm áp dụng cho công việc sau này,
người làm lãnh đạo sẽ thu phục được lòng người. Trong năm 2024, vận trình tài chính của nam mạng tuổi Mậu Thân khá tích cực. Bản mệnh nếu đã nghỉ hưu thì đã tích lũy được một khoản tiền nhất định để chi tiêu và đầu tư. Ngoài ra, bản mệnh cần thận trọng về tiền bạc, có thể trong năm này sẽ có nhiều chi tiêu đáng kể. Ở độ tuổi 57, nam mạng tuổi Mậu Thân nên lưu ý quản lý tài chính sáng suốt, hãy hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Điều đó sẽ giúp tiền bạc của mệnh chủ không bị thất thoát và đạt được an toàn tài chính. Trong năm Giáp Thìn 2024, vấn đề gia đạo của nam tuổi Mậu Thân cần chú ý nhiều hơn. Bản mệnh nên giữ tâm lý tích cực trong gia đình và luôn ứng xử chín chắn, bình tĩnh với con cái, những người thân bên cạnh, trân trọng hạnh phúc gia đình, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bằng những cuộc gặp gỡ, sum họp gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên. Hãy lắng nghe những thế hệ sau và yêu thương ủng hộ họ. Hãy làm điều đó bằng tất cả tấm chân tình. Lúc nào bản mệnh cũng nên đặt gia đình lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có những mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo con cháu thì mọi việc sẽ được theo ý nguyện. Thể trạng của nam mạng Mậu Thân sẽ bộc lộ những dấu hiệu cho thấy mệnh chủ đã bước vào độ tuổi 57. Cơ thể đang cần một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ và nghỉ ngơi nhiều hơn, nên mệnh chủ cần chú ý tới điều này. Tập thể dục thường xuyên, ăn uống theo chế độ cân đối dinh dưỡng, uống đủ nước và ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Mệnh chủ nên kiên trì thực hiện thành thói quen, quý trọng sức khỏe sẽ đem lại cơ thể khỏe mạnh hơn trong năm 2024 và những năm tới. Đối với nữ mạng Mậu Thân, trong năm 2024 này, nữ Mậu Thân 1968 sẽ có nhiều cơ hội lẫn thách thức trong công việc và tài chính. Nếu làm việc theo kế hoạch cẩn thận và có nhân sinh quan sâu sắc về mọi việc xảy ra, năm nay bản mệnh sẽ được hưởng tài lộc và may mắn. Bên cạnh đó, vận trình tử vi tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn cần chú ý hơn về sức khỏe và gia đạo. Khi xuất hành đi xa, nên chú ý đến sức khỏe, sự an toàn của bản thân, lập kế hoạch từ trước thì mọi việc sẽ suôn sẻ. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Thân 1968 sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bản mệnh nếu làm việc gì cũng chuẩn bị kỹ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Là người thông thái, có cái nhìn xuyên suốt các sự việc, Mậu Thân nữ mạng dễ được mọi người đồng thuận và tin tưởng, kinh doanh thuận theo ý muốn. Còn đối với những nữ Mậu Thân đã nghỉ hưu, năm 2024 cũng là năm lý tưởng để triển khai các kế hoạch cá nhân trong gia đình. Với kinh nghiệm phong phú, bản mệnh luôn có những đóng góp cho tập thể, làm gương cho mọi người xung quanh. Bởi vậy, Mậu Thân nữ mạng nhận được sự kính phục, tôn trọng từ các mối quan hệ và thế hệ con cháu. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Mậu Thân sẽ phát triển và duy trì ổn định. Bản mệnh càng quản lý chi tiêu tốt thì tài chính của gia đình càng gia tăng. Cần kiệm là gốc rễ của giàu sang. Hiểu được điều này nên nữ mệnh luôn biết cách chi tiêu hợp lý. Ở độ tuổi 57, hầu hết nữ tuổi Mậu Thân đã lập khoản dự trù cho tương lai để chủ động trong mọi việc thông qua năng lực an toàn tài chính của mình. Bản mệnh là tấm gương cho con cái học hỏi. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Mậu Thân có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp. Mệnh chủ luôn biết cách thể hiện tình yêu thương, bao dung, thấu hiểu con cái và những người thân bên mình. Bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và những lời thăm hỏi, động viên. Dù đôi lúc có cách trở về không gian, thời gian, thì sự quan tâm lẫn nhau, ủng hộ và khích lệ trong gia đình vẫn không thay đổi. Mệnh chủ và gia đình luôn là nơi đón chào con cháu trở về thật ấm áp mỗi dịp sum vầy. Với nữ mệnh Mậu Thân, năm Giáp Thìn và cả những năm sau này, gia đình luôn là bến đỗ của tình yêu thương thực sự. Bởi vậy mà mệnh chủ luôn dành tình yêu vô điều kiện cho chồng, các con cháu của mình, gia đình đón tin vui, thêm người, thêm của. Bước sang tuổi 57, nữ Mậu Thân cũng có nhiều dấu hiệu sức khỏe khác với trước đây, xương khớp đau nhức hoặc có thể thường xuyên chóng mặt, đau đầu. Dù đây là biểu hiện tự nhiên, nhưng biết chăm sóc kịp thời, sức khỏe của mệnh chủ sẽ được cải thiện. Duy trì chế độ ăn uống đủ chất và cân đối dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và uống đủ nước sẽ tiếp thêm cho cơ thể năng lượng, sự dẻo dai và sức đề kháng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm để phòng tránh các căn bệnh tuổi già. Năm 2024, nữ mạng tuổi Mậu Thân được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Đây là một trong ba sao tốt nhất hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về tin vui, tài lộc. Sau này sẽ đem đến cho phương diện tình cảm của nữ Mậu Thân nhiều hỷ sự, công việc có thêm tài lộc. Nếu sống ngay thẳng, lương thiện thì cuộc sống bản mệnh sẽ nhận được phúc báo xứng đáng. Người xưa có câu, gieo nhân nào, gặt quả đó, mọi hành động thiện tâm đều sẽ thu về thiện quả. Nếu có lợi ích vật chất, tinh thần thì bản mệnh nên biết hài lòng và chia sẻ thành quả đó với người thân. Đó là cách giữ được phúc khí cho mình và để đức cho con cháu.
Tử vi tuổi Mậu Thân trong năm Giáp Thìn này gặp hạn tam kheo, vì thế mệnh chủ nên quan tâm đến sức khỏe, xương khớp và mắt, xuất hành đi xa nên cẩn thận để giữ bản thân được an toàn. Để giảm trừ vận hạn, tuổi Mậu Thân 1968 nên vận động vừa đủ, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, không xem tivi, điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt, cùng với đó là thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời điều trị bệnh tật. Tử vi vận niên của Mậu Thân trong năm 2024 là xà hãm tỉnh, tức là rắn bị rơi xuống giếng. Năm có vận niên này thì mệnh cần đề phòng cẩn thận khi đi lại, làm việc gì cũng không được nóng vội bởi dục tốc bất đạt. Trong năm này, nếu bản mệnh chăm chỉ, cẩn trọng trong công việc và tài chính thì sẽ tránh được những sai sót, cuộc sống gia đình được hạnh phúc, an yên nếu bản mệnh tập trung cho gia đình, không để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến tâm lý bản thân. Trong năm Giáp Thìn 2024, để giải trừ hung họa, đón nhận cát lành của sao Mộc Đức và hạn tam kheo, tuổi Mậu Thân nên tu thân tích đức, thành tâm hướng thiện, khi chuyển hóa được bản thân thì sẽ nhận được phước báu lâu bền. Bên cạnh đó, tuổi Thân 1968 có thể thực hiện lễ cúng dâng sao giải hạn đầu xuân năm Giáp Thìn với lễ vật thành kính, có thể cúng tại gia hoặc tại chùa, nghi lễ trang nghiêm sẽ được tổ tiên và thần linh chứng giám. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Mậu Thân 1968. 1. Chọn tuổi hợp với Mậu Thân 1968. Tuổi hợp làm ăn với Nam Mạng. Mậu Thân Nam Mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Kỷ Dậu, Quý Sửu và Ất Mão để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với ba tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều lợi nhuận. Lựa chọn vợ. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc dư giả, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, thì Nam Mạng Mậu Thân nên lựa chọn kết hôn với những người hợp với mình cả về tình duyên và tài lộc, đó là các tuổi Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Vợ chồng vẫn mặn nồng tình cảm, nhưng cuộc sống chỉ ở mức bình thường khi bạn kết duyên với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Tý và Bính Ngọ. Cuộc sống sẽ gặp nhiều vất vả khi Nam Mạng Mậu Thân nên duyên vợ chồng với các nữ mạng tuổi Mậu Thân và Giáp Dần. Nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên lẫn tài lộc. Nam Mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch, thường có số đa thê hay gặp nhiều khó khăn trong chuyện thành gia lập thất. Tuổi Đại Kỵ, Mậu Thân Nam Mạng không nên kết duyên hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc với mình, bao gồm Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại, khó đạt tới thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở, không được lâu dài. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết sức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Tuổi hợp làm ăn đối với nữ mạng. Nữ mạng Mậu Thân nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc là Quý Sửu, Ất Mão và Kỷ Dậu để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với ba tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều thành công và lợi nhuận. Lựa chọn chồng. Vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, không phải suy nghĩ lo âu về bất cứ chuyện gì, tiền tài dư giả, công danh tiền đồ sán lạn. Khi nữ mạng Mậu Thân lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp với mình cả về công danh và tài lộc là Kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Mùi và Ất Tỵ. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng cuộc sống chỉ dừng lại ở mức bình thường, tiền bạc chỉ vừa đủ chi tiêu khi bạn kết hôn với các tuổi Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Thìn và Bính Ngọ. Cuộc sống vợ chồng sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới vươn tới được hạnh phúc, vui vẻ. Khi nữ mạng Mậu Thân nên duyên chồng vợ với các nam mạng tuổi Mậu Thân và Giáp Dần, nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm xung khắc trong chuyện lương duyên 26, 32, 38 và 44 tuổi, bạn không nên kết hôn, sẽ tránh được vợ chồng dễ bị chia lìa, xa cách. Nữ mạng Mậu Thân sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch thì thường gặp nhiều khó khăn trong chuyện hôn nhân. Tuổi Đại Kỵ, nữ mạng Mậu Thân không nên kết hôn hay cộng tác làm ăn với những tuổi xung khắc sau Tân Hợi và Quý Hợi. Nếu kết hợp với hai tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại,
khó được thành công, dễ chuốc lấy thất bại hay tình duyên giang dở, không được lâu bền. Gặp tuổi Đại Kỵ, mọi việc phải hết sức thận trọng và giản dị. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. 2. Màu sắc hợp mệnh với Mậu Thân 1968. Màu hợp tuổi Mậu Thân, mạng thổ. Màu tương sinh, người mạng thổ có khá nhiều sự lựa chọn màu cho trang phục trong ngày đầu năm mới bởi họ rất hợp với màu đỏ. Màu hồng, hỏa sinh thổ, còn màu vàng và vàng đất lại chính là màu bản mệnh của thổ nên càng tốt hơn. Màu tương khắc, người mạng thổ nên tránh dùng màu xanh trong trang phục vì mộc khắc thổ. 3. Phật độ mệnh của Mậu Thân 1968. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Mậu Thân có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy để cầu bình an, thu hút tài lộc như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Mậu Thân 1968 được Phật Đại Nhật Như Lai hộ mệnh, đeo mặt Phật bản mệnh bên mình để cầu sự bình an, che chở của Đức Phật. Nữ mạng 1968 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng, nâu, tương hợp hoặc đá mã não đỏ, tương sinh thì rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng có thể sử dụng vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt chấm hương có công dụng rất tốt cho sức khỏe bởi tinh dầu của chấm hương giúp thư giãn đầu óc, xoa dịu tinh thần, tăng thêm nguồn năng lượng tốt cho người đeo. Quý vị thân mến, tuổi Mậu Thân 1968 đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, Mậu Thân cũng đã bước qua tuổi trung niên, đã sắp vào hàng lục thập hoa giáp rồi, vậy Mậu Thân cần chuẩn bị những gì khi về già để cuộc sống được an nhiên, no đủ và thoải mái? 1. Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khỏe, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình. 2. Lúc về già mình nên quan tâm đến bản thân. Sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn và thích thì làm, ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình. 3. Lúc về già mình sẽ sống gần con mà không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với vợ, chồng, nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quyết không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau một lần vào ngày cuối tuần là đủ. 4. Lúc về già, rất già, nên đặt một chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó, tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm, để được chăm sóc y tế tốt và có nhiều cơ hội vui chơi bên bạn đồng trang lứa. 5. Lúc về già nên và chỉ nói hai chữ ngày xưa, đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm với bạn đồng niên. Tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi, với tụi trẻ chỉ nói ngày mai và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó, đó cũng là một sự giải thoát, chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt. 6. Lúc về già, mình sẽ dành thời gian đi tham quan những vùng đất mà chưa bao giờ đặt chân đến. 7. Lúc về già, mình phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. 8. Lúc về già đừng bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng vào những dịp đặc biệt. 9. Lúc về già cần hiểu rõ, hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy, hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng. Tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì, đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân. Khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi, nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao không bỏ ra mà mua, nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn,
tự tại thì đáng lắm chứ. Người không biết kiếm tiền, biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn, con ốm cha mẹ buồn lo, cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ, nhà cha mẹ là nhà con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, mình phải coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, mà không mong báo đáp, chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ốm đau trông cậy ai, trông cậy con ư, nếu ốm dai dẳng, chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu, trông vào bạn đời tư, người ta lo cho bản thân còn chưa xong. Có muốn đỡ đần cũng không làm nổi, vậy nên cần chuẩn bị tài chính để sẵn sàng thuê người chăm sóc để con cái đỡ vất vả vì mình. Người ngu gây bệnh, hút thuốc, say rượu, tham ăn, tham uống, người dốt chờ bệnh, ốm đau mới đi khám chữa bệnh, người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh, tất cả đều là muộn. Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy tích cực là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy lạc quan để thiết kế cuộc sống tuổi già, sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già, chóng chết. Hoàn toàn khỏe mạnh là thân thể, tâm lý và đạo đức đều khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu. 10. Lúc về già mình sẽ thực hiện 3 quên, 4 có, 5 không và 6 vị bác sĩ. 3 quên. 1. Quên mình tuổi đã già, sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì. 2. Là bệnh tật quên đi, cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm. 3. Quên thù hận cho xong, ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi. 4 có. 1. Nên có một gia đình, vì không ôm ép người khinh lẽ thường. 2. Cần phải có nhà riêng, đói no cũng chẳng làm phiền dâu con. 3. Là chung mục ngân hàng, ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già. 4. Cần có bạn gần xa, tri âm, tri kỷ, để mà hàn huyên. 5 không. 1. Không vô cớ bán nhà, dọn vào chung trạ la cà với con. 2. Không nhận cháu để trông, nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng. 3. Không cố gắng ở chung, tiếng chì tiếng bấc khó lòng tránh lâu. 4. Không từ chối yêu cầu, ít nhiều quà cáp con dâu cho mình. 5. Không can thiệp nhiệt tình, đời tư hay việc riêng phần của con. 6. Vị bác sĩ tốt nhất trong đời, ánh nắng mặt trời, nghỉ ngơi, thể dục, ăn uống điều độ, tự tin, bạn bè. Cuối cùng luôn xác định tư tưởng, sinh, bệnh, lão, tử là quy luật ở đời, không chống lại được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống đàng hoàng để không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.